được giới thiệu lần đầu tiên vào IFA Berlin năm 2011. Khi đó những chiếc điện thoại Galaxy Note đã mang đến một cái sự gọi là gì nhỉ? Các bạn có nhớ cái câu của Steve Jobs đúng không? Who wants a stylus? Nhưng mà không, dòng Note nó chính là một cái dòng nó khiến cho người ta nghĩ lại về câu nói này, và nó khiến cho cá nhân mình rất thích sử dụng Note. Nhưng mà ngay bây giờ các bạn có thể lên fanpage của Relab cũng như là vào group mê công nghệ Relab and Friends, thì đó, Samsung Galaxy Note series sẽ bị khai tử. 99,99% là sẽ bị khai tử. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái suy nghĩ của mình, quan điểm từ một người dùng, một reviewer, một người thích vẽ, thích dùng bút S Pen. Lý do vì sao mà cái chiếc điện thoại này nó lại đi vào hồi dĩ vãng như vậy. Mình nghĩ rằng là để bắt đầu video thì mình cần phải khẳng định, đó là mình không nghĩ Galaxy Note 20 hay là những chiếc Note trước đây là một cái dòng điện thoại tệ. Mình nghĩ rằng Galaxy Note series mới chính là cái dòng điện thoại flagship cao cấp nhất, xịn nhất, được trang bị nhiều tính năng hay ho nhất của Samsung. Đơn cử như chính là bút S Pen. Nó thường được trang bị một cái con chip mới hơn một chút, mạnh hơn một chút, ví dụ như là trên đời 10, Galaxy Note 10 sử dụng 9825 thay vì là 9820 như là trên Galaxy S10. Nó thường có những cái thiết kế vuông vức, có màn hình lớn hơn, có viên pin lớn hơn, và tất nhiên là ra vào cuối năm thì nó sẽ được tối ưu lại một chút về tất cả những cái yếu tố, kể cả camera nữa. Và tất nhiên là đi kèm với cả cái tính năng tinh hoa như vậy thì giá của những cái chiếc điện thoại dòng Note chẳng bao giờ là rẻ cả. Bây giờ mình tham khảo giá của Note 20 Ultra tại Di Động Việt là 22 triệu đồng. Nhưng mà tất nhiên đây là đã được trừ rất nhiều phần quà, bởi vì giá ban đầu của nó là khoảng 30 triệu khi mới ra mắt cơ. Nhưng mà nếu các bạn cũng muốn sử dụng những cái tính năng như kiểu là bút S Pen dùng được cho cả tất cả các thế hệ dòng Note này, vẫn có cái màn hình Dynamic AMOLED lớn, rộng và ok, thì mình nghĩ rằng các bạn nên mua những cái mẫu máy cũ như kiểu là Galaxy Note 10 Plus ấy. Giá của nó bây giờ chỉ còn khoảng là 12 cho tới 13 triệu đồng thôi. Hàng 99% sau 1 năm sử dụng thì nó vẫn ok. Do đó mình nghĩ rằng cái lý do mà cái dòng Galaxy Note bị dừng lại không phải là do bản thân nó kém, mà là do Galaxy S. Mình thấy rằng Galaxy S series có vẻ là phổ biến hơn với người dùng thông thường, và cái số liệu thì cũng thể hiện ra điều đó, doanh số của dòng S thường là tốt hơn dòng Note. Ngoài ra thì với cái việc trước đây khi mà Samsung thường ra mắt hai dòng flagship đầu năm cũng như là gần cuối năm để gọi là tạo ra thế gọng kìm với cả iPhone á, thì lúc đó Galaxy S và Galaxy Note nó mới quan trọng. Còn bây giờ những cái điểm mạnh của Galaxy Note mình thấy rằng gần như không còn ở trong năm 2020 nữa. Thứ nhất là màn hình to. Cái chiếc Note 20 Ultra này có màn hình 6,9 inch, rất là tuyệt vời. Nhưng mà kể cả S20 Ultra màn hình nó cũng đâu kém. Và bây giờ cái định nghĩa phablet mà chiếc Note nó tạo ra nó đã không còn nữa, bởi vì điện thoại nào cũng có màn hình to thì còn gì là phây với cả là bled, phone phablet gì nữa. Cái thứ hai là bút S Pen. Thật ra bút S Pen là một yếu tố rất hay, nhưng nó cũng chỉ hướng tới một số những cái đối tượng người dùng nhất định, và cũng chỉ trong một số những trường hợp sử dụng rất là nhất định nếu các bạn biết tận dụng nó thôi. Kể cả mình là một người thích vẽ thì cũng chỉ đôi khi mình mới lôi ra nó ra để vẽ, chứ còn chủ yếu là mình ghi chú như thế này cho nó nhanh. Chứ còn với các bạn thì các bạn nghĩ xem là các bạn sẽ dùng bút S Pen được bao nhiêu lần trong cái vòng đời của một chiếc Galaxy Note. Những cái yếu tố trước đây mà Galaxy Note có thể là nhỉnh hơn Galaxy S ở những cái mặt như kiểu là cấu hình, hiệu năng, pin hay là camera, thì bây giờ với cái sự bão hòa về công nghệ, với sự đặt đỉnh về cái khả năng phát triển của các nhà sản xuất rồi, thì mình nghĩ rằng rất khó để Samsung họ có thể trong 6 tháng, trong nửa năm thêm những cái công nghệ mới vào một chiếc Galaxy Note. Đó, đơn cử như chính là S20 Ultra, nó sử dụng cảm biến 108 megapixel, nó có khả năng zoom 100x. Thì bây giờ lên Note 20 Ultra nó vẫn sẽ dùng cái cảm biến đó, chỉ là nó tối ưu lại một chút, nó tinh chỉnh lại về mặt phần mềm, zoom tối đa 50x cho cái trải nghiệm tốt hơn. Nhưng mà về cơ bản cái sự khác biệt đối với một người dùng bình thường là rất ít. Do đó mình nghĩ rằng là dòng Note bây giờ không còn những cái điểm đáng mua, những cái điểm quá khác biệt so với dòng S nữa, mà nó lại có một cái sự bất cập rất lớn, đó chính là S và Note đang dẫm chân lên nhau. Trong cùng một năm thì dòng Note mới chính là cái dòng được tinh chỉnh, được tối ưu, được mang tới những cái công nghệ xịn sò nhất. Như cái chiếc Note 20 Ultra này, Exynos 990 tối ưu lại về mặt nhiệt năng, camera trải nghiệm sử dụng xịn sò hơn, thậm chí kể cả thiết kế mình cũng thích thiết kế camera này hơn là cái thiết kế camera của S20 Ultra quá là to. Trong khi đó, bây giờ đây không phải là flagship cao cấp nhất của Samsung nữa, mà chúng ta đã bắt đầu xuất hiện ra những cái chiếc điện thoại cao cấp hơn, màn hình gập, không còn là phablet nữa mà bây giờ sẽ là một chiếc phone mở ra thành tablet. Đó chính là Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip. Và đó mới chính là cái tương lai mà mình nghĩ rằng dòng Note sẽ bị những chiếc điện thoại này thay thế. Điện thoại màn hình gập. Có một số những cái tin đồn cũng gọi là chưa chính thức, nhưng mà 99,99% chắc chắn là sẽ xảy ra. Đó là Galaxy S21 Ultra sẽ hỗ trợ bút S Pen. Và một số những cái mẫu Galaxy Z Fold và Galaxy Z Flip mới có hỗ trợ cái bút S Pen này. Và đây chính là cái lý do mình thấy rằng dòng Note không còn nên tồn tại nữa, bởi vì tất cả những cái tinh hoa của nó đã được kế thừa rồi.
và chẳng có lý do gì chúng ta phải cố đấm ăn xôi phải giữ lại một cái chiếc điện thoại như thế này cả. Các bạn cần một cái trải nghiệm màn hình to với cái bút sử dụng rất là tuyệt vời, thậm chí là vẽ được, thậm chí là thao tác tốt được luôn chứ không chỉ là ghi chú nữa, thì các bạn sẽ có một chiếc Galaxy Z Fold, một quyển sổ đích thực. Các bạn sẽ mở từ cái điện thoại thành một cái quyển sổ, một cái tablet để viết và vẽ. Các bạn không quá là cần đến cái bút, các bạn chỉ cần một cái chiếc điện thoại flagship nó ổn hơn một chút, nó được tập trung nhiều về mặt công nghệ hơn một chút, thì chúng ta sẽ có S21 Ultra. Hoàn toàn có thể dùng thêm bút nếu các bạn cần, nhưng mà nếu các bạn không muốn thì cũng không cần mua thêm. À đấy, tin đồn là các bạn phải mua thêm bút chứ nó không gắn sẵn như Galaxy Note 20 đâu. Đó, rồi. Thì đó là tất cả những cái suy nghĩ của mình về việc là tại sao Galaxy Note đã bị dừng lại và nên bị dừng lại. Mình là một người rất thích dòng Note, nhưng mà mình thấy rằng cái sự dừng lại của dòng Note ở đây là một cái điểm hợp lý với cả Samsung cũng như là người dùng. Tất cả những cái tinh hoa công nghệ của nó sẽ được kế thừa. Ngoài ra, khi tập trung vào một cái dòng điện thoại gọi là cạnh tranh với iPhone duy nhất như là S series, thì Samsung có thể sẽ mang tới cho chúng ta những cái sự cập nhật về phần mềm nhanh và xịn hơn. Ví dụ như bây giờ họ đang có những cái chương trình là cập nhật Android lên tới 3 bản cập nhật lớn cho những chiếc flagship. Đó là một cái ví dụ điển hình của việc là narrow down, không còn quá là phân mảnh, phân tán ra nữa mà tập trung vào một cái chiếc điện thoại duy nhất. Còn các bạn nghĩ sao? Tất nhiên đó vẫn chỉ là những cái chia sẻ cá nhân của mình, thì hãy kể lại comment ở bên dưới những cái suy nghĩ đầy đủ hơn của các bạn. Cái chiếc Note 20 Ultra này hay là những sản phẩm khác của dòng Note series mà mình đánh giá rất cao, ví dụ như là chiếc Galaxy Note 10. Nó vẫn là một cái điện thoại bây giờ bản cũ ấy, giá của nó chỉ là khoảng 12 cho tới 13 triệu đồng. Đấy là những cái chiếc điện thoại có thiết kế hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Nó chỉ khác cái Note 21 Ultra ở đúng cụm camera thôi. Thì các bạn có thể tham khảo link ở dưới phần mô tả video. Giá của những cái mẫu máy này thì mình đang tham khảo tại Di Động Việt. Nếu các bạn click vào link làm thành viên VLAB sẽ có cả hãng giảm giá 150k nữa. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.